Miền Nam mùa mưa bắt đầu từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 11 âm lịch. Ngay lúc này thì độ ẩm trong đất và trong không khí tăng cao. Đỉnh điểm của mùa mưa dầm là từ tháng 6, tháng 7, tháng 8 âm lịch. Ngay lúc này thì mưa rất là nhiều và mưa xối xả. Mưa liên tục một tháng luôn đó các bạn ạ. Khi độ ẩm tăng cao thì trong vườn bích thái chăn gai siêu sớm bắt đầu xuất hiện các loại nấm bệnh. Các bào tử nấm theo nước mưa bay lơ lửng trong không khí, và các bào tử nấm được tích trữ qua 6 tháng mùa khô ở dưới đất cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở theo độ ẩm của nước mưa. Thưa các bạn, đây là cái cây mít thái. Nó đang mang trái, nó mang 4 trái. Thì 4 trái này nhà vườn trao chảo để gọi là trái chìm. Thì thưa các bạn, 4 cái trái này nhà vườn trao chảo để bông hồi khoảng tháng 5 ngay mùa mưa các bạn nhé. Thì thưa các bạn, tại sao mít thái mà để bông ngay mùa mưa? Thì bây giờ là gần tháng 11 rồi các bạn, gần tháng 11 âm lịch thì mình để hồi tháng 5. Thì đây là những cái trái này đang chuẩn bị thu hoạch, nó tầm từ 3 tháng mấy đến 4 tháng đấy. Đây là chuẩn bị thu hoạch các bạn nhé, chuẩn bị thu hoạch. Thì những cái trái này để mùa mưa, thường nó rơi vào cái khoảng mùa mưa đó thì nó thường thường nó hay bị sơ đen các bạn nhé, nó hay bị sơ đen. Trái này không biết bị sâu không, nó hay bị sơ đen. Thì sơ đen á thì các bạn biết sao không, thường thường sơ đen á là do vi khuẩn bào tử á, nó theo nước mưa nó đi từ ở trên xuống, và nó đi từ ở nước mưa nó đi xuống, nó đi xuống. Lúc đó trái mít mình nó còn nhỏ đó các bạn, nó vừa mới có bung ra cái vòi thôi, nó mới vừa bung ra cái vòi nhỏ thôi. Thì khi cái vòi đó nó đón những cái bào tử đó, nó hình thành nên sơ đen. Hoặc là trời mưa thì khi mưa dầm á thì cái cây mít của mình á nó hụt đi cái canxi trong đất, hụt đi cái canxi trong đất này nè. Đó. Thì nó cũng có thể là gây ra cái hiện tượng sơ đen của trái mít. Nó có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân nhà vườn trao chảo thấy cái nguyên nhân chính xác nhất á, là do bào tử trái mít, bào tử là nấm, nó đi theo nước mưa, nó vào trong trái mít con để nó hình thành sơ đen các bạn nhé. Thì các bạn biết không, nếu mùa mưa thì cái vị trí để lý tưởng nhất là cái trái mít này nè, là trái mít này nè, là trái mít này nha các bạn. Đây là cái vị trí mà không có bị sơ đen, mà cái vị trí lý tưởng nhất á, để trái mít đẹp á, các bạn xem nè, nó phải từ nhánh cái, ngay cái ngách giữa nhánh cái tiếp giáp với lại cái thân mít, thân cây mít nha. Đây thì cái trái mít các bạn nó mới được lợi nhất. Và từ cái trái mít này cách xuống dưới tới cái gốc nó tầm khoảng từ một thước hai, từ 1 mét đến 1 mét 2 nha các bạn. Tại sao chắc mùa mưa mà các bạn không để sát gốc? Vì để sát gốc khi nước mưa nó dâng vào trong đất nó vẫn mang cái bào tử của nấm, và trong đất này nó dâng vào trong trái mít con, thì tất cả 100% những trái mít mà ở sát gốc mùa mưa đều sơ đen hết. Không tin các bạn để đi nha, đó đều bị sơ đen hết rồi. Thì cái trái này cách gốc khoảng tầm 1 mét 2 rồi thì nước mưa nó dâng không có tới các bạn nha, thì trái này hoàn toàn là không bị sơ đen, mình đảm bảo 100% luôn, trái này không bị sơ đen. Thì những cái vị trí lý tưởng nhất mà chúng ta để trái vào mùa mưa để không bị sơ đen là những cái vị trí này nè các bạn. Ở nhánh cái hết nha, ở nhánh cái. Tại sao những vị trí này nó không bị sơ đen? Vì khi nước mưa từ trên rớt xuống thì cái tán mít của chúng ta, đây cái tán mít này, nó giống như là một mái nhà
để nó che bớt mưa, nó che bớt nước mưa, để nó che bớt nước mưa. Và những cái trái mít ở trong những cái ngách của nhánh cái này, nó được cái tán mít của chúng ta che bớt, thì nước mưa không rớt vào nhiều. Hoặc là khi nước mưa rớt vào, nó tiếp xúc với những cái lá mít này, và những cái lá này là những cái tán che trái mít này, thì cái bào tử nấm nó bị loãng đi, nó không rơi thẳng vào trong trái mít con để nó gây sơ đen các bạn nhé. Thì hoàn toàn những trái mít này đạt tiêu chuẩn là không bị sơ đen. Còn tại sao những trái mít ngay thân, ngay cái thân sát dưới gốc bị sơ đen? Vì các bạn thấy cái khoảng không gian từ một mét mấy trở xuống dưới gốc này không có sự che chắn nhiều, thì nước mưa, nếu mưa nam hay mưa bắc, mưa đông, mưa tây gì, nó tạt vào, nó tạt vào trong cái thân cây mít ở cái phần dưới của gốc này. Một mặt là đất sình do nước mưa đi theo dâng lên trái mít, và tất cả trong đất cũng có bào tử nấm của mùa nắng nó đã tích lũy rồi. Và bào tử nấm một mớ nó gặp mưa đầu mùa, nó bay lên không trung, nó theo nước mưa nó rớt xuống ngược lại để nó tạo thành sơ đen cho trái mít. Thì những cái vị trí này mùa mưa các bạn phải để những cái vị trí mà nhà vườn trao chảo đã quay video này. Đây là cái video rất hay và ý nghĩa, các bạn nên chia sẻ cho nhiều người và cho bạn bè cùng xem cái video này, để chúng ta có một cái mùa mít thật sự là chất lượng và tăng cái thu nhập của vườn mít chúng ta lên các bạn nhé. Chứ còn mà cắt 10 trái mít mà 8 trái sơ đen thì chúng ta rất là nản và rất là thiệt thòi cho cái công và tiền bạc mình chúng ta đổ vào để trồng mít Thái này các bạn nhé. Rồi mình tóm lại là những cái trái mít này là những trái mít để vào mùa mưa để tránh sơ đen là mình đã nói rồi nha. Bây giờ mình qua cũng có một số kinh nghiệm hay xin chia sẻ ở đây. Khi cây mít Thái ra bông và chuẩn bị đậu trái thì người ta mới dùng những miếng ni lông để che phủ lên những cái phần trái mà chuẩn bị thụ phấn này nha các bạn. Nếu làm được việc này thì hạn chế sơ đen vườn mít Thái của mùa vụ khoảng từ 70% đó các bạn. Nhưng mà khi làm thì rất là công phu và tốn kém. Video đến đây là chấm dứt. Xin các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần thêm nhà vườn trao chảo. Nhớ cho nhà vườn trao chảo một like, nhấn cái chuông để theo dõi những video kế tiếp. Chúc các bạn sức khỏe, được mùa bội thu, ai cũng tiền vô như nước nha các bạn. Xin chào tạm biệt.